vị rất trân trọng và kính mến. Lúa xanh như vẫy gọi, tiếng ca như chào mời, bạn ơi hãy đến Thái Bình quê tôi. Nhạc sĩ Bùi Hoàng Uyên Minh, người con của quê hương Thái Bình, đã viết nên ca khúc Thái Bình quê hương tôi. Và kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình văn nghệ và món quà âm nhạc đặc biệt ngày hôm nay thì câu lạc bộ âm nhạc Long Hưng Hưng Hà trân trọng kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức giọng hát của nữ ca sĩ Bùi Thúy và ca sĩ Xuân Quảng với ca khúc Thái Bình quê hương tôi, sáng tác Bùi Hoàng Uyên Minh cùng với câu lạc bộ múa Hoa Hướng Dương đến từ xã Dân Chủ. Xin chân trọng kính mời quý vị chúng ta một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón giọng hát của nữ ca sĩ Bùi Thúy, ca sĩ Xuân Quảng với ca khúc Thái Bình quê hương tôi.
tay thật lớn từ Wikipedia. Xin cảm ơn rất nhiều ạ.